Isoflavone chiết xuất mầm đậu nành là một liệu pháp giúp bổ sung estrogen từ thiên nhiên, an toàn, lành tính, giống như chính nguồn estrogen nội sinh trong cơ thể. Tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn Mihako đã phối hợp cùng các chuyên gia nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm viên uống Chubiso. Công nghệ Fisotome giúp làm tăng sinh khả dụng của các hợp chất có nguồn gốc từ tự nhiên mà không mất đi dược tính vốn có và một số loại vitamin E, vitamin PP có lợi cho cơ thể. Đặc biệt, mầm đậu nành tự nhiên với hoạt chất isoflavone có cấu trúc phân tử tương tự như nội tiết tố nữ estrogen của phụ nữ, giúp thúc đẩy mô cơ vú và mô mỡ đệm hiệu quả, bổ sung nội tiết tố, giảm quá trình lão hóa da. Điểm nổi bật ở công nghệ Fitosam là làm tăng sinh khả dụng của các hợp chất có nguồn gốc từ tự nhiên, tăng cường tính thẩm thấu qua màng sinh học, đồng thời hướng các hoạt chất tới các mục đích hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, việc kết hợp giữa công nghệ hiện đại với các loại thảo dược như mầm đậu nành, sâm tố nữ và một số loại vitamin E, vitamin PP, viên uống Chumiso hỗ trợ cải thiện vóc dáng, làn da và kích thước vòng một hiệu quả, an toàn, không tác dụng phụ. Tất cả các cái dược liệu này đã có các công trình nghiên cứu chứng minh công dụng của nó, đảm bảo an toàn, hiệu quả, phục hồi cái nội tiết tố estrogen, đào thải estrogen thừa và nó giúp cho cái cân bằng nội tiết tố, chống cái rối loạn cân bằng nội tiết và đảm bảo là không có để lại các cái hậu quả do rối loạn nội tiết tố gây ra. Chumiso được sản xuất bằng dây chuyền Fitosome, đảm bảo chiết xuất tối đa các hoạt chất trong dược liệu, giữ nguyên được tính chất dược lý cũng như đảm bảo là các cái hoạt chất thấm sâu, thấm nhanh vào các cái tổ chức dưới da. Viên uống Chumiso được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tại các nhà máy đạt chuẩn GMP. Từ khâu nguyên liệu đầu vào, tỷ lệ thành phần cho đến khi sản xuất ra sản phẩm viên uống Chumiso đều đáp ứng được các tiêu chuẩn của Bộ Y tế và đã được cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.